Dạ Ngọc Ngân ơi, xin kính chào đại gia đình đã quay trở lại với kênh của Ngọc Ngân Bến Tre. Thì Ngọc Ngân là ở địa chỉ là ở ấp Bình Tây, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì hôm nay Ngọc Ngân sẽ cập nhật chiều cao, kích thước cũng như là giá của cây chanh tàu chùm. Thì giá vẫn không đổi quý cô chú anh chị. Một cái cây nuôi chậu C7 như thế này thì có giá là 60.000 đồng một cây, 5 cây là Ngọc Ngân bao ship. Ngoài ra thì Ngọc Ngân còn có loại là 35.000 đồng một cây, 10 cây bao ship. Thì chiều cao cây tính từ miệng chậu đi lên á, là nó cao 3 gang tay trở lên, tương đương với chiều cao là từ 6 cho đến 7 tấc. Thân cây thì nó cỡ như ngón tay trỏ cho đến ngón tay cái của Ngọc Ngân. Thì nó đang được nuôi ở trong chậu C6. Và cây của mình thì được chiết nhánh xuống củ tỏi, xong rồi mình được nuôi ở trong chậu C7. Thì cây mình nó rất là mạnh, rễ nó ra rất là nhiều. Thì quý cô chú anh chị sẽ dễ dàng và chăm sóc. Thì so hiện tại thì Ngọc Ngân cũng cung cấp vài loại chanh. Chanh cẩm thạch nè, rồi chanh tàu chùm thế hệ mới Ngọc Ngân đang giới thiệu, rồi chanh giấy là cái giống truyền thống ngày xưa. Bên cạnh đó thì Ngọc Ngân cũng có dòng chanh tứ quý, rồi chanh không hạt và chanh bông tím. Nếu mà quý cô chú anh chị lấy một cái chậu nuôi như thế này thì có đồng giá là 60.000 đồng một cây, 5 cây bao ship. Thì khi mua hàng ở bên cửa hàng Ngọc Ngân thì quý cô chú anh chị yên tâm, mình không có nhất thiết là phải lấy 5 cây một loại, mà mình có thể lấy 5 cây 5 loại khác nhau, miễn sao cộng lại đơn hàng để Ngọc Ngân có thể bao phí vận chuyển cho quý cô chú anh chị. Ngọc Ngân xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã luôn yêu thương, ủng hộ và đồng hành với Ngọc Ngân. Ngọc Ngân xin kính chúc đại gia đình của mình lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và nụ cười luôn nở trên môi nhé.